Chào các bạn nhé, đây là dòng cuốc mới bên mình nha. Thì lúc nãy mình vừa cuốc thử dưới đất rồi. Thì bây giờ mình giới thiệu lại cho các bạn này. Đây là lò xo bên mình này, lò xo tăng giảm. Trong trường hợp mà các bạn mà cuốc lên mà thấy phân rơi ra như thế này, cũng là lò xo đang có độ đàn hồi, thì bạn có thể tăng lò xo lên trên vị trí trên cao này, để tránh trường hợp là đất nó quá cứng nhá, thì cuốc nó sẽ không xuống sâu được. Thứ hai, bây giờ cuốc bên mình hiện tại là dòng cải tiến này, hoàn toàn đấy, màu xanh và sơn tĩnh điện này, rất là bền này. Đấy, đây là cái sự tăng giảm của phân này, cái chặn phân này. Bạn vặn ốc này lên này, bạn tăng lên hết cỡ là phân xa xuống nhiều nhất này. Khi mà bạn vặn cái ốc này, bạn giảm đi hết cỡ này thì phân xuống ít nhất này. Đấy, hiện tại thì mình đang về phân ở mức cao để cho các bạn nhìn rõ này. Đấy. Ngoài ra cái dòng cuốc bên mình ấy đã cải tiến là ở đây là có một thêm một cái tấm thép nữa. Và tấm thép sẽ làm cái lưỡi cuốc này nó sẽ bền hơn này. Đây là một tấm thép này. Đấy. Nó sẽ là bền hơn rất là nhiều này. Thì đây là cái dòng cuốc mà hiện tại là bên mình đang bán chạy nhất này. Đấy. Với cái con lắc hỗ trợ được sau lưng này, là khi mà trong hợp mà phân bón bị ướt hay là bị là phân bột thì các bạn sẽ sử dụng con lắc này. Đấy, thì làm sao mà lượng phân xuống là cái đầu cuốc là nhiều nhất nhé, có thể nhé. Thì hiện tại thì mình đang đeo cái túi này nằm ở bên phía tay phải, tức là con lắc nó sẽ nằm ở phía tay phải nhé. Các bạn chú ý cái bao cái túi nhá, đeo ở đâu là để con lắc nó sẽ nằm ở phía tay phải nhá. Thì như thế cho các bạn thuận tay phải sẽ di chuyển như thế này. Đấy, các bạn nhìn này, đấy cái tác phong là cầm cuốc là như này, đấy di chuyển như này. Đấy, thì mình sẽ cuốc lại cho các bạn xem này. Đây. Một cuốc này, đấy. Đấy, cào lại này. Cuốc này, cào lại này. Đấy à. Cuốc này, cào lại này. Cuốc này, cào lại này. Thì một nhát cuốc của mình là hiện tại trong đây nó có đều có phân nhá. Một nhát cuốc trong đây đều có phân nhá. Để mình sẽ mới lại cho các bạn xem này. Mình bổ nhát đầu tiên này. Các bạn nhìn hơi mờ mờ phân bên cạnh này. Đấy, rất nhiều phân nhá. Đấy, cuốc thứ hai cũng rất nhiều phân nhá. Đấy, để nói với các bạn rằng đây là cuốc phân bón phân tự lấp. Đấy. Ở đây cũng thế này, rất nhiều phân này. Đấy. Thì cái lượng này là các bạn sẽ dùng ở đo định lượng ở trên nền bê tông hoặc là nền đất. Ví dụ như đây. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đấy. Mình sẽ đo lượng phân ở trên đây. Thì cái lượng phân này là do các con lẫy của mình, con lẫy điều khiển, hoặc là do cái độ đập của mình mạnh hay là yếu thì nó sẽ ra phân nhiều hay ít nhé. Các bạn chú ý nhá. Đấy. Phân là do con lẫy này điều khiển này, hoặc độ mạnh yếu là do lực mà đập nhiều hay ít nhá. Đấy. Thế còn các bạn mà bị phân ở trên bề mặt ấy là các bạn mà bị chảy phân trên bề mặt là do lò xo nhá. Lò xo nhá. Các bạn chú ý này, nếu như mà nó lỏng quá thì mình cắt bớt lò xo đi này. Cắt bớt một ít thôi nhá. Hoặc là mình tăng lò xo lên đây. Đấy, tăng lò xo lên, chuyển cái vị trí lò xo lên trên đỉnh cao này nhá. Tất cả nó chỉ do cái lò xo thôi các bạn nhá. Mỗi lần làm xong thì các bạn nhớ là đổ hết phân đi này đấy, để cho phân nó đỡ bị ở trong lòng cuốc này nhá, tránh mưa nắng nó đọng lại ở trong lòng cuốc này thì nó sẽ ảnh hưởng là bị hỏng hóc của cuốc nhá. Cuốc này thì bảo dưỡng rất là dễ các bạn chỉ cần là rửa qua và các bạn để ráo nước là xong đấy. Thì cuốc là tác dụng của nó là bón phân không cần phải tay, bón phân tự lấp thì hiệu quả rất là cao, năng suất rất là cao nhá. Mong các bạn ủng hộ cho shop nhá. Shop này, ủng hộ shop nhá. Ok.